Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là Luckman 308. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Luckman Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng pha tí ánh hồng. Dòng âm ly Luckman 308 là một trong những dòng âm ly đời cổ, là dòng âm ly rất nổi tiếng của hãng Luckman, được sản xuất vào năm 1974 với giá xuất xưởng 120.000 yên. Dòng này made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và công suất là 200W, đánh được hai cặp loa man remote. Đó là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 65W, cũng tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass từ 30cm, đánh tương đối rất tốt. Với kích thước chiều ngang là 48,5cm, cao 16,5cm và hậu sau là 30cm. Máy mình về bao gồm là một cái hồi gỗ zin theo máy. Chất âm của dòng Luckman 308 thì tiếng bass rất mềm sâu, mid chép rất ngọt ngào, chi tiết phù hợp nhạc trữ tình, bolero, nhạc vàng. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Dòng này với cân nặng là 12,5kg nha các bạn. Rồi sau đây mình đi vào tổng thể cho các bạn xem. Hồi gỗ của nó là trải qua thời gian là hồi gỗ zin nguyên bản không dẫm tút 0.3. Trải qua thời gian thì nó cũng bị sẫm sẫm màu, nhưng cái quan trọng là nó không trầy xước, không cứng móp nha các bạn. Hay các bạn nhìn. À, bạn nào về spa lại vào gỗ là đẹp long lanh nha các bạn. Ở trong là nguyên zin nguyên bản rất đẹp các bạn. Rồi sau đây mình đi vào nội thất cho các bạn xem. Nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy một tăng phô rất to đen. À, hai tủ lọc nguồn to rất khổng lồ, rất là to. Tủ trắng sử dụng đây các bạn. Thông số tủ đây các bạn. 63V và 10.000 microfarad, hai tủ đều giống nhau. À, hai bao mạch công suất. À, bên này sẽ có là tổng cộng 4 sò thúc và dòng này chạy 4 sò Toshiba chữ đỏ sạch nghe bạn. Đây. À, trải qua thời gian 50 năm sò tất cả còn nguyên zin nguyên bản mà nó màu cũng hơi sạm sạm nghe các bạn. À, rất đẹp. Tất cả ngóc ngách con này cũng còn tương đối rất đẹp, bao mạch tín hiệu đầu vào. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản mà dù trải qua 50 năm mà được như vậy rất đẹp mà. Bao mạch tín hiệu đầu phần rề nè bạn, tất cả các chiếc áp này, chiếc áp kinh nè, bass trap nè, chiếc áp volume nè, 3 tầng nè, rất to. Rồi, đây bao mạch tín hiệu phần rề này. Nằm phía này kia các bạn, tín hiệu đầu vào đây nè các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp nha bạn. Rồi sau đây mình quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem luôn. Để em rút dây ra, rút dây hơi ngắn nha các bạn. Rồi các bạn nhìn tổng thể mặt sau cũng còn rất đẹp nè. Tương đối ha. Ở đây thông tin là Luckman L308 Sori 152. Ở đây tím mát. Ở đây có những ngõ vào hai đường mono, một đường tinner, hai đường aux. Đó, ở đây nó có chức năng rì A và main in, có thể sử dụng là một rì hoặc một cái bao khi bạn rút cầu chữ U này ra. Ở đây tản giải nhiệt hai bên, bên trái bên phải, đánh được hai cặp loa phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Ở đây có một cầu chì bảo vệ nguồn. À, bên này có một IC LED với total 300W, những đầu CD giải mã lọc xì sử dụng điện 100V, các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Rồi dây nguồn rời nghe các bạn. Tổng thể cũng còn rất đẹp, rất mới nè bạn. Cũng còn đẹp nghe bạn. Trải qua thời gian 50 năm được như vậy là đẹp nghe các bạn, đẹp xuất sắc lên các bạn. Ít con nào trải qua thời gian 50 năm được nguyên zin nguyên bản vậy đó các bạn. Dòng này thì chạy được đa cầu điện các bạn, ở đây là cầu điện phía dưới nè. Các bạn có thể sử dụng điện 100V, 120, 220, 224. Bạn nào có nhu cầu đổi điện thì báo trước mình sẽ chuyển cầu điện cho các bạn sử dụng, khỏi
các bạn không cần mua biến áp nguồn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chiếc âm, cái dòng âm ly Luckman 308 mình mới về nha các bạn. Low bass là mình giống low net mà. Đó. Rồi, nó F ha. Các bạn bật xuống là normal và xuống là tone diffuse là nghe mọc. Ở đây dành cho low kết, hai kết dành cho dài trầm, dài cao. Đường monitor và đường Dublin. Ngõ vào có tổng cộng là 5 ngõ. Đó là AUX1, AUX2, Thinner, Phono, hai đường Phono hiện tại mình đang kết nối ngõ AUX1. Ở đây chức năng nghe stereo, stereo reverb, mono, mono ride, mono left. Thông thường các bạn bật stereo cho dễ nghe. Ở đây có nút là attitude giống mình muting mà tắt tiếng nè bạn, mở tiếng nè bạn. Rồi. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn. Đời nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đôi tay hững hờ. Ở đây có một cái ly loa Linear Equalizer mà đau tiêu. Đó, tiếng sẽ đậm hơn. Up tiêu tiếng sẽ sáng hơn. Rồi. Thôi thì thôi, để mặc mây trôi, không chẳng đánh giấc bên đồi. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc trữ tình. Mình xin thông báo đến các bạn con âm ly có model là Luckman 308. Hàng tải về còn tình trạng nguyên zinc và còn tương đối rất đẹp. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Máy bán ra mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt nha các bạn, chỉ là 9.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.